Hello, xin chào cô chú anh chị các bạn quay trở lại với kênh du lịch của Thành Lê USA nhé. Bữa nay thì mình xin thời sự với mọi người một chủ đề rất là nóng bỏng mới nữa đó là cái uh, cái uh, xác lệnh mà định nghĩa lại gánh nặng xã hội của chính phủ Mỹ đã chính thức được áp dụng bữa nay tức là ngày thứ hai 24 tháng 2 năm 2020. Đó. Tế như như mọi người uh, nếu mà mọi người chưa không có theo dõi tin tức thời sự thường uh, thì mọi người sẽ dễ bị hiểu lầm cái tin này. Tại vì hồi năm ngoái hồi tháng 10 năm ngoái ở bên một ông à, chánh án ở bên một trong à, thẩm phán liên bang ở New York đó, đã chặn cái xác lệnh à, mà định nghĩa lại cái à, cái nặng xã hội của chính phủ Mỹ <laughs> đó à, định nghĩa lại cái à, cái nặng xã hội theo xác à, lệnh mới của chính quyền Tổng thống Trump thì đã bị một thẩm phán ở bên à, New York chặn lại đó thành ra là lúc đó là bao nhiêu à, anh chị đã đưa tin cho các cô chú anh chị là cái cái đạo lực đó nó đã tạm thời ngưng áp dụng nhưng mà bữa nay ngày 24 tháng 2 năm 2020 cái đạo lực cái cái đạo lực đó chính thức đã được áp dụng trên toàn quốc tại vì hồi tháng rồi thì tòa án liên bang tòa án tối cao của Mỹ họ đã các thẩm phán của tòa án tối cao đã ra phán quyết là năm 54 ủng hộ cái định nghĩa gánh nặng xã mới của chính quyền tổng thống Trump đó, thành ra là ngày thứ hai tức là bữa nay hay 14 tháng 2 năm 2020 nó chính thức được áp dụng trên toàn quốc. Đó, và cái gánh nặng xã hội này á hồi thì xa xưa hồi thời à, đầu thế kỷ 20 rồi cho tới thời ông tổng thống Clinton á là lúc đó là định nghĩa gánh nặng xã hội là chỉ dành cho những người nào mà ăn trợ cấp bằng tiền. Đó, còn xong rồi chính quyền tổng thống trump này cũng cảm thấy như vậy là nó có nhiều lỗ hổng quá thành ra là tổng thống chính quyền tổng thống trump mới ra một cái đạo lực mới là để mở rộng cái định nghĩa gánh nặng xã hội đó tức là nó không phải chỉ bao gồm cả à, nhận tiền mặt trợ cấp nữa mà nó bao gồm cả nhận những thứ trợ cấp khác chẳng hạn như trợ cấp food stamp bảo hiểm y tế ngao tiền và xa hơn nữa là cái khả năng đặc biệt là cái khả năng của những cái người nào mà nước ngoài mà chuẩn bị định cư Mỹ đó, khi mà họ qua Mỹ, họ có trở thành gánh nặng của chính phủ Mỹ hay không? Đó là cái cái định nghĩa mới của gánh nặng xã hội chứ không có cần phải như thời xưa mà ăn tiền, trợ cấp chính phủ gì mới gọi là định nghĩa mới gọi là gánh nặng xã hội cho phủ Mỹ. Cái này không cần. Cái này ngay từ lúc nộp hồ sơ xin visa định cư hoặc là xin thẻ xanh thì đã các nhà lập pháp, các nhà mà các quan chức xem xét mấy cái hồ sơ đó đó, người ta sẽ đánh giá coi cái khả năng của những cái người mà nộp xin hồ sơ thẻ xanh hay là visa định cư đó, cái khả năng của họ có uh, có cái khả năng mà họ khi mà họ qua Mỹ uh, khi mà họ trở thành uh, qua Mỹ định cư, họ có trở thành gánh nặng Mỹ không? cái khả năng của họ ăn trợ cấp có cao không? cái khả năng trợ của họ ăn tem có cao không? cái khả năng của họ ăn tiền welfare có cao không cái khả năng của họ đi làm có cao không cái khả năng của họ hòa nhập vào cuộc sống mỹ có cao không cái khả năng cống hiến vào xã hội mỹ có cao không vân vân vân, vâng. đó thì khi đó cái đó theo định nghĩa mới nó là gánh nặng xã hội và các quan chức người ta sẽ dựa vào những cái phân tích đó mà người ta quyết định coi có nên cấp visa định cư hay là thẻ xanh cho những người nào mới nộp mà hồi sơ sao ngày 24 tháng 2 năm 2020 đó nhưng mà trước khi mình đi vào sâu vào câu chuyện này thì hy vọng mọi người có thể bấm subscribe cũng như là like and share để cho kênh mình ngày càng phát triển cũng như là cho nó ngày càng sôi động nhé kênh của mình thì có hai chủ đề chính đó là thời sự về nước Mỹ tại vì mình không có quan tâm nhiều tới thời sự nước khác với lại chúng ta ở Mỹ thì chúng ta cũng chỉ nên quan tâm tới thời sự nước Mỹ mà thôi à, và du lịch nơi nào mà đi được tới thì mình sẽ chia sẻ với các cô chú anh chị để các cô chú anh chị trong tương lai cũng có thể đi và video của mình thì ra uh, mỗi ngày đều có video thành ra mọi người sẽ có cập nhật thông tin mới mỗi ngày mà không bị nhàm chán hả hi vọng mọi người có thể bấm subscribe ủng hộ kênh của mình nhé thank you ok quay trở lại chủ đề thành ra dựa vào cái định nghĩa mới của cái uh, đạo lực mà uh, gánh nặng xã hội á thì nó sẽ tác động gì tới những cái người mà cô chú anh chị nào mà sắp qua mỹ định cư hoặc là xin thái xanh ồ oh, nó sẽ anh, ảnh hưởng rất lớn à trước tiên á nó ảnh hưởng là kiểu sao thí dụ như mà một cô chú anh chị nào mà được à, chị em hay là con cái bảo lãnh ở bên việt nam qua bên mỹ đi thì khi đó đó à, thí dụ như mà nó sẽ xem xét bên việt nam có nhiều tài sản không à không à tuổi của người đó khi mà họ qua mỹ sẽ bao, 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 bao lâu thí dụ như mà cỡ năm sáu bảy chục tuổi thì khả năng hòa nhập vào cuộc sống mỹ nó rất là thấp cái khả năng mà họ có thể học tiếng Anh để mà hòa nhập cuộc sống Mỹ nó thấp Tại vì họ đã lớn tuổi rồi Thí dụ như mà họ không có nhiều tài sản bên Việt Nam Tức là cái khả năng họ có thể đem tiền qua Mỹ nó cũng rất là thấp Mà nếu như mà họ hòa nhập cuộc sống Mỹ thấp Họ không có nhiều tiền để đem qua để họ có thể làm cái đà Để họ tham gia vào xã hội Mỹ á, Thì đồng nghĩa với cái khả năng mà họ sẽ trở thành gánh nặng của Mỹ Sau khi họ tới Mỹ, cao Đó đó là đó mọi người có thể có hiểu được những gì mình đã phân tích chưa đồng nghĩa với là họ sẽ chấm thấp thấy không đồng nghĩa với họ sẽ đánh đánh giá là cái, cái bộ hồ sơ đó là khả năng của cái người nộp đó khi họ qua xã hội mỹ họ sẽ trở thành gánh nặng mỹ là thuộc hàng đó, mức cao họ thành ra có thể gọi đó đó là một cái cái điểm không tốt trong theo cái định lực gánh nặng xã hội mới của Ờ, trên phụ mỹ hiện giờ đó. Ừ, hoặc là thứ hai nữa thí dụ như mà những cái người đó không ví dụ như mà họ trẻ đi họ trẻ đi nhưng mà thí dụ như mà họ trẻ nhưng mà họ không có tay nghề gì đặc biệt rồi là không có tiền đem theo đó tức là họ cũng khả năng của họ chỉ là khả năng lao động tay chân thôi chứ họ không có nhiều tài năng để mà cống hiến cho xã hội mỹ họ cũng không có tiền để mà họ có thể làm cái đàn nữa đó tức là cái cái khả năng gánh nặng xã hội của mỹ nó cũng thuộc dạng ở mức cao đó, nhưng mà ngược lại thí dụ như một cô chú anh chị là cho dù có bốn năm chục tuổi đi đó, nhưng mà nếu mà có tiền có của bên việt nam chẳng có cơ sở gì tức có nhà có xe bên việt nam có cơ sở có từng tỷ bên việt nam đó. đó thì khi đó cái khả năng à, làm gánh nặng xã hội à, khả năng mà những người đó sẽ trở thành gánh nặng xã hội cho bên mỹ này nó thấp tại vì mặc dù họ đã lớn tuổi ở bên Việt Nam rồi mặc dù là cái khả năng tiếng Anh của họ không có cái khả năng cái tay nghề họ không có nhưng mà ngược lại là gì họ có của tức là họ có thể đem những tài sản đó từ bên Việt Nam qua Mỹ tức là để mà làm cái vốn làm ăn để làm cái đà họ tham gia vào xã hội Mỹ tức là cái khả năng mà họ ăn welfare, food stamp, uh, tiền trợ cấp bảo hiểm này này kia nó thấp đó tại vì họ đã có tiền sẵn rồi họ không không có cần phải ăn những cái thứ đó À. và, nói tới cái vụ mà định nghĩa mới về ăn trợ cấp xã hội đó, thì trước tiên nó chỉ bao gồm cho những cái nó chỉ ảnh hưởng chủ yếu là những cái trường hợp nào các cô chú anh chị đã ở nước ngoài đang nộp hồ sơ chờ định cư Mỹ đang nộp hồ sơ chờ chờ, sinh xin thẻ xanh chứ nó không có ảnh hưởng gì, gì tới những cái trường hợp mà các cô chú anh chị đã ở nước Mỹ thí dụ như các cô chú anh chị đã ở nước Mỹ đã có thẻ xanh đã có quan tịch thì nó không có ảnh hưởng cái gì hết đó. Thấy đó Một khi mà mọi người có thể xanh có quốc tịch Tức là cái quyền ăn trợ cấp là cái quyền lợi của mọi người ha Cái quyền food stamp, medicare hay bảo hiểm này kia đó Là cái quyền lợi của mọi người Dĩ nhiên mình không có khuyến khích mọi người ăn trợ cấp gì của chính phủ hết đó ha? Mình khuyến khích mọi người đi làm kiếm tiền Để mà đóng thế đàng hoàng À, nhưng mà mình đang nói chuyện những trường hợp các cô chú anh chị nào mà thí dụ phải lâm vào hoàn cảnh mà gọi là khó khăn gia đình khó khăn à, không thấy không đủ tiền ăn không đủ tiền mua bảo hiểm không đủ tiền à, cần phải buộc à, lòng mọi người phải đi ăn à, tiền food stamp để mà đỡ á, tiền ăn cho gia đình hay là à, bảo hiểm hay là Medicare, Housing gì đó thì khi đó cái đó là cái quyền lợi của mọi người à, nó sẽ không ảnh hưởng gì tới quyền lợi à, các các cô chú, chú anh chị nào mà thí dụ thẻ xanh 2 năm mà nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm đi, nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới quyền lợi của mọi người hết. Mọi người vẫn sẽ được cấp thẻ xanh 10 năm như thường, không? không? có ai có quyền cản cái quyền lợi đó của mọi người hết. Còn nếu như mà các cô chú anh chị nào đang nộp xin, xin quốc tịch đi thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới mọi người, hết. mọi người tới ngày tới giờ mọi người vẫn sẽ được thi quốc tịch, cái đó là cái quyền lợi của mọi người ha. Không? không có chính phủ nào mà có thể cản trở được mấy cái quyền lợi của mọi người hết đó thành ra nó chỉ ảnh hưởng là ảnh hưởng tới những cái trường hợp mà ở nước ngoài những người mà nào mà chưa từng định cư Mỹ chưa từng có tấm thẻ xanh Mỹ à, mà họ đang trong quá trình nộp đơn xin thẻ xanh nộp đơn xin visa định cư thì khi đó đó những cái người đó mới là bị ảnh hưởng lớn nhất đó vào cái đó cũng có thể gọi là và mình thấy cái đó nó cũng là rất bình thường thôi tại vì nếu mà họ muốn qua bên nước Mỹ định cư thì ít ra họ cũng phải mang một cái tài sản gì đó để cống hiến cho xã hội Mỹ hoặc là ban một cái tài năng gì đó để mà cống hiến cho xã hội Mỹ. chứ nếu như mà họ họ không có đem tiền qua, không có đem tài năng gì qua, thí dụ họ chỉ có sức lao động uh, không mà không có tiếng Mỹ, không có kỹ năng, không có gì hết thì cái khả năng họ có thể trụ vững xã hội Mỹ này để mình làm đóng thế đồ này kia để mình góp phần xây dựng xã hội Mỹ thì nó hơi thấp. À, cái Thôi video đã dài, hy vọng mọi người cảm thấy video của mình chia sẻ là hữu ích nha. Có thể uh, bấm uh, like and share để ủng hộ kênh mình dùm nhé. Thank you, bye bye now. Chúc cô chú anh chị uh, gặp nhiều may mắn nha. Thank you.